Ngày hôm qua ngày 19 tháng 10, bài chia sẻ của một lái xe có tên Lê Quang Khải đã nhận được rất nhiều sự để ý của mạng xã hội Việt. Anh Lê Quang Khải đăng bài tìm kiếm lái xe xe container đâm vào đuôi xe của anh trên thành phố Hải Dương. Anh tìm không phải để truy cứu dứt nghĩa vụ mà tìm để hoàn trả lại lái xe kia 12 triệu tiền sửa chữa. Chẳng là vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi chạy xe trên quản lý 5 thuộc địa phận thành phố Hải Dương, chiếc xe do anh Khải điều khiển khi dừng chờ đèn đỏ đã bị xe container đâm vào đuôi xe. Sau va dấp, lái xe container đã xuống để ý tình hình và cùng anh Khải đưa xe đến Toyota, thành phố Hải Dương để thẩm định quảng gót, dự trù kinh quản phí sửa chữa là 22 triệu đồng. Tài xế container đã nhận toàn cục nghĩa vụ, đưa anh Khải 19 triệu đồng, 3 triệu còn lại thì xin anh Khải cung cấp thêm. Phần đuôi xe do anh Khải chỉ dẫn bị mất, khoảng sau va dấp với xe container. Sau đó, anh Khải có trở lại Vĩnh Phúc để sửa chữa, số tiền thực sửa chỉ hết 7 triệu. Vì thế, anh đã đăng tìm kiếm thông tin lái xe container để trả lại anh số tiền thừa 12 triệu đồng. Ứng xử của hai người lái xe trong vụ va dấp giao thông đã ngay lập tức khiến người đọc cảm động vì tinh thần nghĩa vụ và sự tử tế của họ. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết tìm người này đã mau lẹ nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, cả cộng đồng mạng cùng thông thường tay tìm kiếm danh tính lái xe container giúp anh Khải. Chưa đầy một ngày sau, trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên, anh Khải cho biết mình đã tìm được lái xe container. Cả hai bên đã liên lạc được với nhau, hẹn ngày để thanh toán số tiền sửa xe thừa. Anh Khải cho biết đã liên hệ được với lái xe container và hai bên đã hẹn nhau ngày gặp gỡ để trả lại số tiền sửa xe. Về phần định rét mức sửa chữa xe ở Toyota thành phố Hải Dương, cũng trên báo Thanh Niên, anh Khải cho biết không phải là gara Toyota thành phố Hải Dương báo rét mức sai hay chặt chém, mà đó là họ báo rét mức thay thế hệ phần vỏ xe bị mất và các chi tiết quảng quốc khác. Nhưng khi mang xe đến gara Toyota Hiroshima, tôi đã suy tính và xét thấy không nhất thiết phải thay thế hệ. Chỗ nào khắc phục được thì khắc phục, để giảm rét mức thành sửa chữa xuống mức thấp nhất. Tuy là tôi không phải bỏ tiền ra, nhưng cũng là tiền mồ hôi nước mắt của anh lái xe công, nên tôi tự thấy không nên hoang phí không cần thiết. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.